Chào quý vị và các bạn. Tôi có một cái cô công chúa nhỏ, năm nay mới được có 5 tuổi. Sau khi mà nghe mẹ về việc làm video và sau khi nghe mẹ về việc mà post lên YouTube, thì bé cũng coi những cái chương trình mà của thiếu nhi, thì bé lại quay lại: mẹ ơi, cái video này con like cho mẹ và con share cho mẹ. Thế đấy, mẹ con giúp nhau. Thì thông qua cái video này, tôi cũng muốn các bạn, nếu yêu quý chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì hãy giúp tôi like và share để cho mọi người Việt Nam đều biết. Tôi trân trọng những gì các bạn đã xem video của tôi. Tôi cố gắng chăm chút hơn những cái video trong cái suốt cái quá trình hành nghề. Tôi thận trọng trong những từng câu từng chữ trả lời với khách hàng, và nếu tôi có thời gian, tôi sẽ giúp cho hơn 90 triệu người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn bỏ sót hàng thừa kế. Câu chuyện sẽ quay về một cái gia đình có tổng cộng là 7 anh chị em. Khi họ có 7 anh chị em rồi, thì ba mẹ họ chết khoảng 5-6 năm, thì họ phát hiện ra là người em út đã đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thế là một cái cuộc gọi là cuộc chiến trong cái gia đình xảy ra. Thực tế thì không phải là phổ thông, tuy nhiên là số lượng ngày càng ngày, cái sự nhường nhịn trong một cái gia đình nó khó quá. Chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta không thể đổ lỗi cho xã hội vì những cái cung bậc, những cái cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, tôi chỉ mong muốn thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta rằng, nếu trong trường hợp những cái gì của mình thì mình sẽ thỏa thuận và mình lấy phần của mình. Nếu trong trường hợp mình không phần đó của mình mà ai lấy, mà mình không thỏa thuận được, thì mình sẽ khởi kiện ở tòa. Tôi không có ý định sẽ nồi da sáo thịt gia đình bạn, nhưng tuy nhiên đó là phương châm của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Trở lại cái vấn đề bỏ sót hàng thừa kế. Gia đình họ có tổng cộng là vợ chồng và 7 người anh chị em ruột. Thì khi người chồng chết vào những năm 1997, thì người vợ không biết là do vô tình hay là cố ý, đã lập một cái thủ tục sang tên của người tài sản chung của vợ chồng trở thành tài sản riêng của một mình bà. Tôi xin lặp lại, không biết cố tình hay là nhờ dịch vụ làm, mà không có ý kiến của các hàng thừa kế. Chúng ta quay lại vấn đề trong trường hợp thừa kế nhé. Nếu năm 1997 khi người chồng chết đi, thì người vợ sẽ khai nhận di sản thừa kế, trong đó tài sản của họ sẽ chia 1/2 là của người chồng, 1/2 là của người vợ. Về phần 1/2 của người chồng đã chết tại thời điểm đó được xem là di sản thừa kế, và di sản này sẽ được chia một suất cho vợ và 7 người con. Vậy thì trong cái quá trình khai nhận di sản thừa kế, thì người vợ sẽ bắt buộc phải có ý kiến của 7 đồng thừa kế khác. Và chúng ta sẽ hiểu nôm na là mỗi người con được 1/16 của suất thừa kế của người chồng nha quý vị và các bạn nha. Thì như vậy, trong lần lượt 7 người con, thì người số 1 ý kiến như thế nào? Người số 1 cho rằng là tôi từ chối di sản và tặng di sản này lại cho mẹ tôi. Người thứ 2 rồi, tôi nhận và tôi tặng lại cho mẹ tôi. Người thứ 3 nói rằng là không, tôi vẫn nhận cái di sản này, tuy nhiên tôi đứng tên đồng sở hữu, đồng sử dụng với mẹ tôi. Và thế rằng lần lượt phải có từng ý kiến của 7 người mới đảm bảo được cái điều kiện. Tuy nhiên là tại thời điểm đó, tôi còn nhớ là trong hồ sơ vào khoảng năm 2001,
thì người vợ không biết vì cố tình hay là vô ý đã, mà dân nhà luật của chúng tôi gọi là chủ quan hay khách quan gì đó, đã lập một cái khai nhận di sản thừa kế. Trong cái khai nhận di sản thừa kế này, bà chuyển từ tên của người chồng sang tên của bà, và đây là bà đứng tên riêng một mình. Như vậy, mặc dù cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã đưa tên bà có quyền giao dịch, tức là mua bán, cầm cố, tặng cho, thế chấp, cho thuê, những cái quyền mà pháp luật quy định đối với một người chủ sở hữu, một cái người chủ quyền. Tuy nhiên rằng là cái gốc của cái vấn đề là chưa ổn, và cái giấy này nó sẽ được hủy nếu trong trường hợp có phát sinh tranh chấp. Thì thế là sau khi mà các bên đã thực hiện cái bà đã thực hiện cái tên từ tên của người vợ, người chồng, hai vợ chồng sang tên của bà, và bà đã chuyển nhượng cho người khác mà không có ý kiến của 7 người con khác. Thưa quý vị và các bạn, như vậy trong trường hợp này gọi là bỏ sót hàng thừa kế. Tôi vẫn có những cái video hướng dẫn về khai nhận di sản thừa kế. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì quý vị và các bạn sẽ mua một cái gói với mức phí nhỏ nhỏ để chúng ta biết được thế nào là một xuất thừa kế, thế nào là khai nhận di sản thừa kế theo trình tự pháp luật, thế nào là một cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Tôi xin nói lại, trong trường hợp này thì bà đã bỏ sót cả 7 người con, cái ý kiến của 7 người con, và bà từ tên của người chồng sang tên bà và định đoạt cái tài sản này. Và các anh chị em không biết, có thể rằng là các chị em không biết kiến thức và luật, và sau đó các chị anh chị em không thỏa thuận được và khởi kiện đến tòa. Thì cho tới thời này thì thời điểm này thì tòa án đã tuyên mỗi anh chị em được một suất thừa kế trong khối tài sản mà ba để lại cho họ bằng giá trị, có người nhận bằng tiền, có người nhận bằng hiện vật là quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, để xác định được có bỏ sót hàng thừa kế hay không, thì khi có một cái người chết, chúng ta xác định được cái di sản của họ để lại, và di sản họ được xác định theo quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp hàng thừa kế thứ nhất thì chúng ta sẽ là cha ruột, mẹ ruột, vợ, chồng, con ruột, con nuôi của người để lại di sản thừa kế. Thì nếu trong trường hợp chúng ta là những người hàng thừa kế thì chúng ta biết được cái suất thừa kế mà chúng ta được hưởng. Ý chí của chúng ta đối với cái người mà khai nhận di sản, chúng ta có quyền tặng, chúng ta có quyền nhận, chúng ta có quyền từ chối, cũng như chúng ta có quyền đứng tên khai nhận di sản thừa kế nếu trong trường hợp tài sản này mang tên mình. Để kết lại cái vấn đề này thì tôi có một cái trường hợp như thế này. Ba mẹ chết rồi thì có tổng cộng lại là 7 người anh em. Tuy nhiên rằng là chỉ có là 5 anh em đi ra ngoài Ủy ban Nhân dân của thị trấn để xác nhận, xác lập là cho cái suất thừa kế mình cho một người còn lại. Và các bạn biết rồi, trong cái văn bản này thiếu thành phần, chưa đủ hội tụ 7 anh chị em, chỉ có 5 anh chị em. Và sau đó cái văn bản này sẽ được phân chia lại bằng cái suất thừa kế, và cái văn bản đó sẽ bị hủy, cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó bà hủy, và trở về mỗi người được một suất thừa kế. Sau khi mà tôi đã hoàn tất cái chương trình cho một trong các anh chị em để hủy giấy, thì một trong anh chị em đã nhận chuyển nhượng lại và sang tên mình theo đúng cái trình tự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi gửi đến cho quý vị và các bạn rằng nếu trong trường hợp có phát sinh thừa kế thì chúng ta phải có ý kiến của tất cả các đồng thừa kế và cùng hàng
Nếu trong trường hợp chúng ta lập một cái văn bản khai nhận di sản thừa kế, lập một cái văn bản thỏa thuận di sản thừa kế mà bỏ sót cái một, chỉ cần một người trong hàng thừa kế, thì cái văn bản thỏa thuận di sản thừa kế đó sẽ không có giá trị. Rất vui và rất mong được những cái sự hướng dẫn đến quý vị và các bạn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì sẽ xin gửi đến chương trình Dân ta phải biết luật ta trong cái liệt kê, và tốt nhất là sẽ bỏ dấu qua Fanspace, qua Google Cộng, qua YouTube. Tôi xin trân trọng cảm ơn.